quá đẹp luôn. Những con sông thái âu tung trời. Chim hải âu. Nghe sóng vỗ mê hồn vậy chứ. Xin chào quý vị và các bạn. Cũng là kỷ lục gia của quyển thơ 6.300 câu lục bát. Và em cũng kiêm luôn đại diện tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu ở Mỹ. Hôm nay chúng ta sẽ đến một cái bãi biển ở giáp ranh với biển Hà Lan của nước Mỹ. Bãi biển rất là sạch đẹp. Chúng ta đi thôi. Đẹp bò. Cái này là bóng cải. Wow, trop joli. Cái bạn này đi đâu mà quá trời đông. Mấy một đoàn học sinh. Ú là cái gì vậy mấy ô? Chim bay. Nãy giờ mới thấy con chim luôn. Ô tung cánh. Hai vợ ấm hai đứa có con. Rất nhiều chiếc thuyền đang lên đên. Đây là chiếc thuyền xa lắm tại vì phóng đại nữa. Chiếc thuyền lên đên xa xa. Trời xanh đẹp quá chừng luôn. Tôi thấy ông đi lại tới nhà ông. Ông hai. Trời xanh. Làm gì vậy? Muốn tôi quay vô mặt không? Đây là xe kem. Đây là cái lều của em. Cái dù của em. Ta mua kem ta ăn à. Ủa à, nhỏ chứ. Biển bữa nay đông đẹp quá chừng luôn. Màu sắc sặc sỡ. Đây là sóng, là những con sóng. Thank you.
À bó, nhỏ xuân. Ôi cái này là nhỏ xuân ơi. Có gì dữ vậy? Ủa? Âu rất là đẹp nha. Trời ơi nó trắng. Mà nó đi cơ kìa, nãy hai con đi tọa te tọa te. Đổi thấy mình chạy. Ôi bay lên bay lên bay lên coi. Bay lên coi chim. Bay lên. Không nó đứng đó, nó không biết cái gì. Mình cũng đứng đây mình đợi mình quay nó luôn. À, thấy nó ngơ ngác thấy thương ghê. Hoa cung sông biển cả vang.